Xin chào các bạn nhé. Hôm thì bọn trẻ con nhà mình ấy, có nói là nó xem ở trên mạng ấy là thấy có một cái video làm pháo về bóng bay ấy, thì rất là hay, thì nó yêu cầu mình mua bóng bay về làm. Thì mình đã mua được rất là nhiều bóng bay, cứ một cái túi này là có 50 quả. Thì hôm nay thì mình sẽ thổi hết cái chỗ bơm hết cái bóng bay này lên và mình sẽ tạo thành một cái dàn pháo bóng bay để lổ cho có tí gọi là không khí đón Tết, xem như thế nào. Thì các bạn cùng chờ đợi và nó xem mình bơm và mình sẽ tạo ra một quả bóng xem nó sẽ như thế nào nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi bơm bóng. Có một trợ thủ buộc bóng và một trợ thủ lấy bóng. Đấy, ba vừa qua mình đã bơm được một ít bóng ở đây, mọi người thấy rất là nhiều bóng này, nhưng mà còn nhiều lắm, rất là nhiều bóng luôn. Thì bây giờ thì ba vừa qua mình tiếp tục sẽ bơm bóng nhé, mọi người chờ đợi tiếp nhé. Moments later. Đây các bạn ơi, từ sáng đến giờ mà cả nhà mình mới bơm bóng và cuốn bóng được như này, các bạn nhìn thấy dài không? Đây, này chắc phải 2-3 mét gì đấy. Thì bây giờ mình sẽ cuốn giấy mồi lửa ở đây vòng quanh từ ở dưới này lên trên này và sau đó sẽ đi đốt. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cuốn giấy nhé các bạn nhá. Bây giờ thì mình sẽ dùng giấy là mình cuốn xung quanh cái bóng này xong này để làm mồi đốt lửa cho cháy nhé. Đấy. Bây giờ làm luôn. Cái này đã hơi lâu một tí. Nó phải có lửa đủ dây mồi thì nó sẽ cháy được hết. Để luồn hết những cái dây mồi lửa này vào trong cái kẽ bóng này, tí nữa nó cháy thì nó cháy đến đâu là nó sẽ lổ giấy mọi người ạ. May mà hôm nay vợ mình ở nhà nên là làm thôi được nhiều, nên không bây giờ chắc chưa xong. Biết là cho này có tí nó có cháy được hết không?
cái giấy này nó bị cuộn cuộn vào ấy, xong rồi tí nữa nó bết lại nó không cháy. Còn nó mà cháy thì nó sẽ đổ. Bây giờ thì mình đi kiểm tra lại một tạng này xem là nó có vào hết không này. Chỗ này có mấy quả bóng con này. Đấy, trên đây là hai quả bóng đùng. Hai quả bóng này tí nữa sẽ lổ. Cuối cùng đây mình sẽ treo cái phần này ở phía trên. Đấy. Cũng rực rỡ đấy. Bây giờ thì mình sẽ mang đi đốt luôn mọi người nhé. Đi tìm chỗ treo xong rồi đốt luôn nha. Đây các bạn ơi, mình đã treo được bóng lên này. Đây, dài không? Đấy, bây giờ thì bật lửa đây rồi. Mình sẽ châm xem nó cháy mà nó sẽ lổ như thế nào thì mọi người cùng xem nhá. Ôi giời, nước nó cháy không đây. Xòe cái này ra một tí. Ôi, các bạn ơi, làm từ sáng đến giờ mà đốt chỉ có được mấy chục giây đã hết rồi. Đây các bạn nhìn xem xác này, xác bóng này, đây này. Nhiều chưa? Bao nhiêu xác bóng luôn này. Đấy. Này. Tết mà ở nhà mà chơi cứ kể phá bóng, bóng bay và đốt này thì cũng không sợ công an bắt nhá. Các bạn cứ đốt thoải mái, bóng này chơi giải trí thôi, trẻ con nó cũng rất là thích mà nó cũng đỡ nguy hiểm ấy. Bạn nào mà thấy cái trò chơi này hay thì để cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Bây giờ thì mình xin phép, bye bye.